hôm nay cái lỗi như thế này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào, thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách fix lại và cài lại hệ điều hành với cái lỗi này nhé. Đây là cái lỗi sau khi mà chúng ta update hệ điều hành mà chẳng may bị xui xẻo chúng ta bị gặp, thì lỗi này sẽ không dùng điện thoại được nữa rồi. Bây giờ chỉ có cách là cài lại hệ điều hành Android thôi. Thì trên con điện thoại này nó có ba cái nút, nút âm lượng này và nút nguồn, thì chúng ta sẽ bấm chủ yếu là thao tác cái này nhé. Thì bây giờ tôi chuẩn bị sẵn ba cái phần mềm này rồi. Thì đầu tiên là cái phần mềm driver cho cái điện thoại. Tiếp theo đó là cái phần mềm mà chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm bắn ROM. Tôi sẽ giải nhãn bản ROM này ra đây luôn nha. Giải nhãn hết đi. Tiếp cái này. Thì cái bản ROM này này, các bạn có thể tải ở trên mạng về nha. Và cái bản ROM này nó sẽ theo từng cái đời máy và từng cái loại máy. Nokia từng hãng họ sẽ phát hành. Rồi. Giờ cài driver trước. Nhớ là chạy Enter. Enter tiếp cái nữa để cài. Rồi xong rồi đó. Thêm. Và kiểm tra tiếp với cái bản ROM này. Đây là chính là những cái danh sách bản ROM của cái điện thoại nha. Nó chính là cái hệ điều hành Android đó. Rồi tiếp cái công cụ để giải nén. Tôi sẽ mở cái phần công cụ này lên. Cái tool này lên. Chạy quyền admin nha các bạn. Rồi. Bây giờ đến đây thì các bạn thao tác theo giống tôi nha. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ phải nạp cái file thông tin của cái điện thoại vào trước, là cái file này. Rồi nạp vào đây. Chọn. Các bạn chọn đúng cái file đó. Mở ra và nó đây, tôi nạp vào open lên nha. Đó, các bạn nhìn nha, nó phải giống nhau đó. Lệch một cái là xong, open lên. Rồi. Đến đây thì chúng ta sẽ kích vào download. Kích vào download đi. Kích vào đây, chờ điện thoại kết nối vào. Thì đây bây giờ tôi sẽ nhấn giữ cái phím âm lượng giảm âm lượng, nhấn giữ và bắt đầu cắm cáp điện thoại vào. Nhớ cái cáp này là kết nối giữa máy tính với điện thoại nha. Rồi thả tay ra, nó báo lỗi gì đây? Các bạn nhìn cái lỗi trong ngoặc. Cái lỗi trong ngoặc này. Rồi, nó tương tự cái gì thì chúng ta sẽ bỏ cái đó đi. Tôi bỏ cái này đi. Đó, tôi bỏ đi. Và download lại. Cắm lại. Nhớ là các bạn nhấn giữ với Nokia, nhấn giữ phím giảm âm lượng và cắm nguồn. Nó báo cái gì đây? À, tiếp tục. Rồi, các bạn cứ nhìn trong cái trong ngoặc á. Cái nào tương ứng thì chúng ta bỏ đi. Rồi làm lại tiếp này. Nhấn giữ. Nó nhận màu đỏ đó, nhận lên rồi thả tay ra. Khi nó nhận ra thì chúng ta sẽ thả tay nha. Đó. Lỗi gì đây? CDA. Rồi, tôi bỏ cái này đi. Tiếp tục lại. Nhấn giữ vào nguồn, nhớ là nhấn giữ và cắm nguồn, khi nào nó nhận thì thả tay ra. Ok. Vậy nó đang nạp ROM rồi nha. Các bạn thấy tiến trình nạp ROM chưa? Tôi để cho nó nạp nha. Những bạn nào không hiểu thì comment phía dưới, tôi sẽ làm một cái video chi tiết về cách sử dụng cái này. Rồi nó nạp ROM xong rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ rút điện thoại ra khỏi máy tính và khởi động thử nó xem nào. Cài rất là đơn giản đúng không các bạn? Nhấn nút nguồn này. Tôi nhấn này, 5 giây. Tôi nhấn giữ 5 giây. Ok, lên rồi này.
Rồi, cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm và theo dõi. Tất cả những cái lỗi gì nó thì các anh em cần thì cứ comment phía dưới, tôi sẽ làm các cái video hướng dẫn chi tiết luôn nếu có thời gian. Cảm ơn tất cả anh em nha.